nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em, hôm nay giáo hội hân hoan mừng lễ trọng Chúa hiển linh. Trước cộng đồng thì chúng ta vẫn gọi là lễ Chúa Ba Vua, nhưng mà không phải là Ba Vua, mà sau này nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì ba nhà đạo sĩ không phải là ba vua. Sau cộng đồng thì đổi cái danh từ là hiển linh, nghĩa là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, Chúa tỏ mình ra cho các mục đồng khi Ngài Giáng sinh, và bây giờ Chúa tỏ mình ra cho mấy nhà đạo sĩ phương Đông qua ngôi sao nạ. Và lễ Chúa hiển linh cũng là dịp để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta phải trở thành một ngôi sao sáng trong đời sống của mình, để soi cho mình, cho gia đình, cho những người chung quanh đến với Chúa, gặp gỡ Chúa. Và vì thế mỗi cái ánh sao, đèn sao của chúng ta phải luôn luôn sáng, và sáng thực sự. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban nhiều ân lành cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng làm con Chúa và trở nên ánh sao soi cho những người chung quanh của chúng ta. Đó là đời sống bác ái yêu thương của mỗi người. Ngoài ra thánh lễ chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Cosma và Francisco Xavier tạ ơn. Để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Tôi thương nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Là Thiên Chúa, là
qua Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà khai cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhân vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân. Nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bây giờ ngươi sẽ nhìn coi và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bú tự xứ Ma-đi-an và Ê-pha. Tất cả những ai từ Sa-ba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ngợi khen Chúa. Đó là lời Chúa. Oh.
Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em là theo ơn mặc khải. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết. Nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri nhờ thánh thần và nhờ tin mừng các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đê trong đời vua Herôđê. Có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Jerusalem. Các ông hỏi, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy Ngài. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái Người. Nghe nói thế, vua Herôđê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh ngạ. Họ tâu nhà vua rằng tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa hỏi Bethlehem đất Giu-đa, không có lẽ gì người ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Herôđê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các anh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy trở lại báo tin cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương lại xuất hiện đi trước họ, mãi cho tới nơi và đầu trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống rụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herôđê, họ đã qua đường khác mà trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến,
Hôm nay giáo hội cử hành lễ trọng Chúa Hiển Linh. Chúa Hiển Linh tức là Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, và đặc biệt là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là ba nhà đạo sĩ ở phương Đông. Nhìn thấy ngôi sao lạ, họ đã cất bước lên đường đến gặp Đức Kitô mới sinh. Thưa quý ông bà, anh chị em, con người chúng ta sau khi bị phạt bởi tội nguyên tổ thì sống trong bóng tối của tội lỗi và sự chết, không còn một cái niềm hy vọng nào ra khỏi ánh sáng của bóng tối tội lỗi và sự chết đó. Nhưng trong lúc tuyệt vọng thì Thiên Chúa vẫn yêu thương, và kế hoạch yêu thương đó đã được thực hiện. Ngôi lời đã làm người ở giữa chúng ta, và ngôi lời là ánh sáng như Gioan đã ghi lại. Ngôi lời là ánh sáng, và ánh sáng được chiếu soi trong bóng tối của tội lỗi và sự chết để đưa chúng ta ra khỏi bóng tối tội lỗi đó, để được hưởng ánh sáng thật là Đức Kitô. Hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Hiển Linh. Chúa cũng tỏ mình ra trong ngày Giáng sinh. Các mục đồng đã được các thiên thần báo tin cho anh em, và nhờ cái được báo tin đó mà anh em mục đồng đã kéo nhau tới Bethlehem và thở lạy hài nhi Giêsu đấng cứu thế. Và sau đó thì anh em trở về rất đỗi vui mừng sung sướng vì được gặp Đức Kitô vua của muôn vua. Rồi hôm nay ngày lễ Chúa Hiển Linh, Ngài cũng tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ từ phương Đông. Đây là một cuộc hành trình rất đổi gian nan, rất nhiều nguy hiểm trên con đường hành trình. Phải đi 3-4 ngày đàng mới tới được Bethlehem. Nhưng mà cái gì đã thúc đẩy các ông bỏ nhà bỏ cửa, bỏ công ăn việc làm để đi tìm qua ngôi sao? Quả là một vô vọng. Nhưng mà vì vấn đề đam mê nghề nghiệp của mình, các ông chuyên về nghiên cứu các vì sao trên trời. Một sự xuất hiện một ngôi sao lạ giữa mùa đông làm cho các ông thắc mắc tò mò, và cái tự thắc mắc tò mò muốn đi tìm hiểu tại sao vào thời gian này lại có một cái ngôi sao lạ xuất hiện sáng chói như vậy. Rồi mặt khác, các ông suy nghĩ phải có một cái gì đặc biệt khác thường mới có ngôi sao lạ xuất hiện như vậy. Từ cái sự tò mò, từ cái sự quyết tâm, và từ cái sự ham muốn, để rồi các ông cất bước lên đường nhờ ngôi sao hướng dẫn. Và cuối cùng, cái sự tò mò và nghề nghiệp, và đồng thời cái niềm tin, cái niềm hy vọng của ông qua ngôi sao đã đáp ứng lại cái nguyện vọng của các ông. Và rồi trước khi lên đường, các ông cũng có một cái tư tưởng suy nghĩ chắc phải là một vị vua. Đấy, không có suy nghĩ như vậy. Vì thế mà cái lễ vật các ông mang, vàng, nhũ hương và mộc dược, là những vật liệu dành cho vấn đề vua. Đấy, ngai vàng, rồi mộc dược tức là hương liệu dâng tiến vua. Đấy, và cũng là một cây hương liệu
để ướp xác vua. Rồi hương trầm cũng để tế vua. Ba cái hiện vật mà mấy nhà đạo sĩ mang theo thì các ông cũng có một cái suy nghĩ chắc phải là một vị vua. Do đó cái ngôi sao này xuất hiện phải có một cái gì đó. Và quả thật từ ngôi sao lạ các ông đã đến Bethlehem. Và quả thật trong tin mừng ghi lại các ông quỳ gối sụp lạy, bởi vì các ông đã tin đây là một vị vua. Quỳ gối sụp lạy nói lên một cái sự tôn trọng tôn bái, và các ông mở lễ vật để dâng cho Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, và sau đó thì các nhà đạo sĩ đi đường khác trở về, không quay lại với Herode như lời đề nghị của ông. Hôm nay mừng lễ Chúa Hiền Linh cũng là dịp để mời gọi mỗi người chúng ta. Ngay đầu gợi ý tôi đã nói với ông bà anh chị em, cái ánh sáng mà Chúa soi rọi cho ba nhà đạo sĩ đến để gặp Ngài, và nhờ ánh sáng này mà các ông đã được toại nguyện với ước mơ, cái hy vọng của các ông lúc ban đầu, thì hôm nay cũng là dịp để mời gọi ông bà anh chị em trong đời sống của mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, sau đó thì chúng ta người đỡ đầu thay chúng ta lấy ánh sáng từ cây đèn phục sinh, và vì chủ tế rửa tội nói đây là ánh sáng Chúa Kitô, hãy nhận lấy ánh sáng này, và nói cho những cha mẹ và người đỡ đầu hãy gìn giữ ánh sáng luôn cháy sáng mãi trong đời sống của con em của mình, đó là ánh sáng đức tin. Thế thì hôm nay mỗi người chúng ta cũng nhớ lại cái ánh sáng đầu tiên khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Thử người nghĩ lại ánh sáng của đức tin mình ngày hôm nay còn sáng chói không, hay là lu mờ rồi, hay là có khi là tắt ngúm rồi. Đấy là vấn đề mà chúng ta nên nhìn lại, nghĩ lại. Và đồng thời ngày hôm nay qua lễ Hiển Linh, tôi muốn gợi ý với ông bà anh chị em là chúng ta cũng phải trở thành ngôi sao, trở thành ánh sáng soi rọi cho mình con đường đến với Chúa, và đồng thời cũng soi rọi cho anh em của chúng ta đến với Chúa. Vậy thì ánh sáng soi rọi là cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Trước hết là đức tin, sau đó là tình yêu thương bác ái. Đức tin là luôn luôn trung thành với Chúa, đức tin là luôn luôn thể hiện cái bổn phận trách nhiệm đối với Chúa trong đời sống hàng ngày. Và rồi qua đức tin đó chúng ta thể hiện cái lòng yêu thương bác ái, phục vụ anh em của mình. Cái ánh sáng của mỗi người chúng ta là đời sống gương mẫu. Từ cái lời nói, từ cái hành động của chúng ta phải nói những cái nào cho nó hay. Cái việc làm của chúng ta phải là gương mẫu tốt, từ ở trong gia đình, ở ngoài xã hội. Biết quan tâm giúp đỡ người anh em bất hạnh chung quanh chúng ta. Và nhất là làm sao ý thức được cái ánh sáng của đời sống luôn luôn là sáng, soi rọi cho những người chung quanh. Cứ dấu nào người ta nhận các con là môn đệ của Thầy là yêu thương. Vậy thì cái ánh sáng yêu thương phải luôn luôn sáng và luôn luôn soi rọi cho những người chung quanh của chúng ta. Ngôi sao lạ đã soi dẫn cho ba nhà đạo sĩ
đến gặp Đức Kitô. Thì hôm nay chúng ta cũng phải làm ánh sáng soi rọi cho những người khác đến với Chúa. Nói có thể đó là công việc truyền giáo, nhờ ánh sáng đời sống đạo đức của mỗi người chúng ta giúp cho những người chưa biết Chúa nhận ra Chúa, những người khô khan ngồi lạnh biết nhận ra ánh sáng để quay trở về với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều mà hôm nay qua ánh sáng là soi dẫn ba nhà đạo sĩ đến gặp Chúa. Thì tôi cũng đề nghị với mỗi người ông bà anh chị em, hãy nhớ lại cái ánh sáng đầu tiên khi mình nhận bí tích rửa tội. Và bây giờ muốn hâm nóng lại, muốn làm cho ánh sáng đời sống của mỗi người chúng ta phải sáng lên mãi, soi dẫn cho mình và cho những người chung quanh đến với Chúa. Đó là trách nhiệm và bổn phận mỗi người chúng ta phải làm. Mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, lòng bán thầy với Đức Chúa Cha, và người sẽ lớn vật được cao thành yêu loài người chúng ta và bị cứu rồi chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trang lòng trinh nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ bình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên nửa Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền, theo Chúa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn tỏ mình cho nhân loại trong Đức Giêsu Kitô, để bất cứ ai tin nhận Người là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế thì được ơn cứu rỗi. Cộng đoàn chúng ta hãy thành tâm cảm tạ Chúa và tin tưởng cầu xin. Chúa đã dùng ánh sao lạ dẫn đường cho các đạo sĩ phương Đông đến thờ lạy hài nhi Giêsu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong hội thánh được đầy ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành, trở nên ánh sáng soi lối cho mọi người nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
xin Chúa nhận lời chúng con. Nhiều người trên thế giới và tại đất nước Việt Nam chưa tin nhận Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí được ánh sáng của Chúa soi dẫn, biết tìm kiếm và tin nhận Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống cho cuộc đời họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các đạo sĩ đã sắp mình thờ lạy và dâng tiến lễ vật cho hài nhi Giê-xu. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu biết thành kính tôn thờ và phụng sự Chúa qua đời sống cầu nguyện cùng các cử hành phục vụ, đồng thời luôn nỗ lực là thực thi công bình bác ái trong đời sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Nhận ra và theo dõi ánh sáng chân lý sẽ đưa con người đến gần Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn yêu mến, năng suy niệm lời cùng thực hành lời Chúa, hầu trở nên men muối cho đời và chiếu tỏa ánh sáng cho trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhận tâm tình cảm tạ và lời cầu nguyện của dân Chúa ta thiết kính dâng. Xin giúp chúng con trong cuộc sống hàng ngày biết nỗ lực trở nên chứng tá cho tình thương cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện. Đây lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin đoái nền lễ và thôi Thánh Chúa thiên dâng. Đây không phải là vàng nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiến chi muôn đời. Chưa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mà khai sinh bầu nhiệm cứu độ cho chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Và khi Người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lành thiên thần, các vệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con hãy xin Chúa dùng ơn thánh thần cho thánh hóa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộ mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, trả ơn về ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tê thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và vinh sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lân rộng các hoàn cầu để kiến tòa hội thánh trong đức men, cùng có Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Hôm nay Chủ nhật đầu tháng, chúng ta dâng lễ cầu cho các ân nhân còn sống luôn luôn được sức khỏe và bình an. Những ân nhân đã qua đời, xin Chúa cho các ngài trống hưởng hạnh phúc nước trời. Hôm nay ngày lễ Chúa hiển linh, chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau, mỗi người trở thành ánh sáng soi rọi cho những người chung quanh được nhận biết Chúa. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Cosma và Francisco Xavier và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết tay được vào gương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh,
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể đứng ngồi dậy, chúng ta dâng nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa phạm vô, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự, giờ xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của hội thánh Chúa. Xin hơi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, cho hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn.
kìa trông huy hoàng vì sao chiếu soi gần xa khắp miền. Nào hỡi mục đồng dậy máu, chớ lo chỉ hãy bằng yên. Này đây ta bao tin vui mừng, vừa đây trong chốn hang lửa đã sinh ra chính vua muôn chung. Mau đến về làm kính thờ, về đêm kia xuống kính ta thay chi, mau lên nhau mau bước ta cùng đi, cùng đi xem cho vua nhân trần người sinh trong cánh cửa hàn nào anh. Nào hỡi muôn loài hoa vang, tiếng ca nhịp theo tiếng đàn, mừng Chúa bò trời cao sang, Giáng sinh chuộc lấy phàm nhân. Phàm nhân tội lỗi hay suy cùng, lòng cha bao xiết khoan hồng. Vào đây ca hát vang lên lùng, mau cảm ơn cha hết lòng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự vào bí tích thánh thể, xin thương ban ánh sáng bầu trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi anh em từ nơi tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài, thương độ phúc lành của Ngài xuống trên anh chị em
và làm cho tâm hồn anh chị em được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Vì anh chị em tin tưởng bước theo Đức Kitô, đấng hôm nay đã tỏ cho thế giới thấy Người là ánh sáng chiếu rọi nơi tối tăm. Xin Người cũng làm cho anh chị em trở nên ánh sáng cho anh chị em của mình. Ước gì sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần gian, anh chị em đến được với đấng mà nhờ ngôi sao dẫn đường các đạo sĩ đã tìm kiếm và đã rất vui mừng gặp được Người là Chúa Kitô, là ánh sáng bởi ánh sáng. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.